Vâng, và cập nhật đến sáng sớm nay thì bão số 6 đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Vùng tâm bão đang ở khu vực Bắc Biển Đông, cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Dự báo bão sẽ duy trì cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14 trong hôm nay đến sáng sớm mai. Sức gió tương đương 111 km/h, gió giật tối đa có thể tới 166 km/h. Sau đó bão sẽ đổi hướng liên tục, khi tiến sát đất liền Trung Bộ sẽ đổi sang hướng đông nam, quay ngoặt trở ra biển. Với hướng đi như vậy, bão gây ra mưa dông gió mạnh trên biển kéo dài, cảnh báo vùng nguy hiểm với gió mạnh từ cấp 6 trở lên trên Biển Đông trong 24 giờ tới sẽ là vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 117 độ Đông. Vâng, và với đĩa mây dông rộng lớn và hướng di chuyển tiến sát Trung Bộ, hoàn lưu của bão số 6 sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng cho Trung Bộ từ chiều tối nay. Vùng mưa sẽ trải dài từ Hà Tĩnh đến Bình Định, trong đó trọng tâm mưa là Quảng Trị đến Quảng Ngãi với tổng lượng mưa tính từ chiều tối nay đến hết thứ hai tuần sau có thể lên tới 300-500mm, có nơi trên 700mm. Cảnh báo cục bộ điểm mưa có cường suất lớn hơn 100mm trong 3 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị. Vâng, như vậy có thể thấy là bão số 6 thì sẽ đổi hướng và di chuyển liên tục trong vòng 2-3 ngày tới. Đây là một cơn bão có diễn biến rất phức tạp. Người dân ở Trung Bộ tuyệt đối không được chủ quan vì bão vẫn sẽ gây mưa dông, gió mạnh cả trên biển và trên đất liền. Vâng, một câu hỏi đặt ra là bão số 6 sẽ gây ra những nguy hiểm gì? Hiện tại thì chúng tôi đang kết nối trực tiếp với ông Vũ Anh Tuấn thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có những phân tích mới nhất. Xin chào ông ạ, bão số 6 được đánh giá là có hướng di chuyển rất phức tạp, tiến sát đất liền Trung Bộ rồi lại quay ngược trở lại ra biển. Vậy nguyên nhân là do đâu? Vâng, bão số 6, cơn bão hình thành vào cuối mùa bão của năm 2024. Đây là khoảng thời gian mà có nhiều các hệ thống thời tiết tranh chấp lẫn nhau và có tác động đến bão về cả cường độ và hướng di chuyển. Thông tin mới nhất cập nhật được từ các sản phẩm dự báo cho thấy từ giờ cho đến khoảng chiều tối ngày Chủ nhật thì bão số 6 sẽ tiến về đất liền các tỉnh Trung Bộ, thậm chí tiến rất sát khu vực Trung Trung Bộ. Vì hệ thống dẫn đường cho bão hiện tại là đang thổi theo hướng đông, sau đó đến gần bờ biển Trung Trung Bộ lại đổ sang hướng tây, nên khả năng bão sẽ đi ngược trở ra phía biển. Ngoài ra thì hiện nay hình thành một cơn bão khác có tên quốc tế là Congrey đang di chuyển ở phía đất liền đảo Luzon của Philippines. Khi tiến gần hơn đến Philippines thì có khả năng xảy ra tương tác giữa cơn bão Congrey và cơn bão Trà My đang ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Từ hai nguyên nhân đó dẫn đến nhận định là bão số 6 khi tiến sát đến đất liền Trung Bộ nhiều khả năng sẽ quay trở ngược ra biển. Vâng ạ, vậy thì với hướng di chuyển phức tạp và thay đổi liên tục như vậy thì bão số 6 sẽ gây ra những mối nguy hiểm cụ thể gì ạ? Vâng, cập nhật mới nhất của chúng tôi thì sáng sớm nay bão số 6 đã tăng thêm một cấp, đạt cường độ nhất cấp 11 và giật cấp 14. Bão sẽ giữ nguyên cường độ này khi đi qua vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sau khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa thì bão sẽ đi vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Cường độ bão nhiều khả năng sẽ suy giảm dần khi đi vào vùng biển này. Nhưng với hướng di chuyển tiến sát đến phía đất liền Trung Bộ và hoàn lưu mây bão rộng lớn, bão sẽ gây ra mưa rông, gió mạnh, sóng lớn trên một phạm vi rất rộng trên cả biển và trên đất liền. Ở trên biển thì khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11 và giật đến cấp 14, tức là từ 150-166 km/h. Sóng biển có thể cao từ 5-7 m, vùng gần tâm bão được cao từ 7-9 m, biển động dữ dội. Từ đêm nay ngày 26 tháng 10 thì vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm các cái đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11 và giật cấp 14, sóng biển cao từ 3-5 m. Vùng gần tâm bão là 5-7 m, biển động dữ dội. Còn trên đất liền từ sáng ngày 20, 27 tháng 10 thì đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cũng bắt đầu xuất hiện gió mạnh, gió bão mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão là cấp 8, cấp 9 và giật cấp 11. Dù tâm bão có thể không di chuyển vào sâu trong đất liền, nhưng ngay từ chiều tối và đêm nay, từ ngày 26 tháng 10 cho đến hết ngày 28 tháng 10, bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên khu các cái tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên. Cụ thể Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Ngãi thì có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500, có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn, trong 3 giờ có thể đạt cái lượng mưa là trên 100mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến là 100-200
và có nơi trên 300. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ. Mưa với cường suất lớn sẽ gây ngập úng trên các khu vực đô thị, khu vực có đông dân cư sinh sống. Vâng, xin được cảm ơn ông Vũ Anh Tuấn với những thông tin cập nhật vừa rồi ạ. Và như ông Tuấn có chia sẻ thì với hoàn lưu của bão số 6 này có thể gây mưa lớn diện rộng cho Trung Bộ từ chiều đến tối nay. Và để ứng phó với bão số 6 thì nhiều địa phương đang nỗ lực kêu gọi tàu thuyền hỗ trợ người dân chẳng chống nhà cửa. Từ hôm qua thì tỉnh Quảng Nam đã cấm biển đối với tàu cá, tàu khách, tàu du lịch ra vào các cửa biển, các bãi ngang trên địa bàn cho đến khi bão tan và tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường. Các địa phương ven biển cũng đã rà soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản, kiên quyết là sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn. Còn đồn biên phòng Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hỗ trợ tàu cá ngư dân vào tránh trú bão. Vùng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn có sức chứa tới 500 tàu cá. Mỗi khi có bão, không chỉ tàu của ngư dân Lý Sơn mà của cả các tỉnh thành khác khi đi đánh bắt trên biển cũng vào đây để neo đậu. Huyện Lý Sơn cũng có hơn 50 hộ nuôi cá lồng bè. Tới chiều qua thì tất cả các lồng bè đều tới nơi tránh bão an toàn. Còn tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng thì từ chiều qua nhiều tàu cá đã vào đây để có thể neo đậu. Ngư dân thì cũng được tiến hành kiểm tra hệ thống thoát nước gắn máy bơm tự động, phòng trường hợp là tàu thuyền bị chìm khi có mưa lớn. Các quận huyện ở Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng phương án sơ tán dân ở những vùng sung yếu. Dù không nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6, nhưng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khẩn trương kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh đô thị để chặt tỉa những cây không đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng cũng đang kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn, duy trì thông tin liên lạc, kiểm đếm, nắm chắc số lượng vị trí tàu thuyền ở trên mỗi tàu, hướng dẫn neo đậu đúng kỹ thuật, đúng quy định.